Quỳnh Nga thừa nhận thẩm mỹ tân trang một bộ phận trên cơ thể. Thẩm mỹ không hề sai, duy nhất trên cơ thể phụ nữ. Mà nói ra thì cũng hơi ngại. Nga chỉ nhận mỗi cái mà trong thời gian vừa rồi duy nhất trên cơ thể phụ nữ. Mà nói ra thì cũng hơi ngại. Thôi không nói nữa. Thật ra là trên khuôn mặt thì không nha mọi người. Trên mặt là không nha. Đó. Trên mặt thì chắc chắn là không nha. Và bản thân Nga thì Nga rất là thích được đi nhấn mí, nhưng mà chắc chắn là nhấn là không được, bởi vì là mình đã đi kiểm tra rồi. Bác sĩ bảo rằng là nhấn chắc chắn là lệch luôn, bởi vì mình bị cái cung mày của mình nó không co được đều. Cho nên rằng bây giờ là mình chỉ có được dán mí thôi mọi người. Đây là hai cái miếng dán mí. Và đấy là cái mà mình Nga thích làm nhất, nhưng mà Nga không được làm luôn đó mọi người. Chứ còn trên mặt thì ngoài cái việc mà chăm sóc da, bản thân Nga là một người chăm sóc da rất kỹ, bởi vì Nga nghĩ rằng là phụ nữ có một cái làn da đẹp thì trông mình đã trẻ hơn mấy tuổi so với bình thường rồi. Thì cái việc mà mình chăm sóc da của mình kỹ thì cũng sẽ giúp cho cái da của mình nó sẽ mịn hơn, rồi là căng bóng hơn. Ngoài ra là các phương pháp làm đẹp, ví dụ như đơn giản những cái phương pháp làm đẹp như là meso chẳng hạn, meso dành cho da của mình, thì đấy là cái phương pháp mà Nga nghĩ rằng bây giờ là những cái phương pháp hiệu quả với cái làn da của chị em phụ nữ, cùng kết hợp với việc là mình bôi dưỡng, chăm sóc da, rồi là gọi là chạy các cái máy nâng cơ này kia thì mình meso nữa, thì sẽ giúp cho cái làn da của mình nó sẽ tươi tắn hơn rất là nhiều. Và hơn hết là đa số các chị em ngoài 30 sẽ rất hay dễ bị đồi mồi, những cái vết chân chim hay là bị nám nữa. Thì khi mà mình chăm sóc da kỹ thì nó cũng sẽ hạn chế được rất nhiều cái việc mà làn da của mình nó có những cái dấu hiệu của lão hóa. Thật ra cái việc phẫu thuật thẩm mỹ không hề sai. Sai là do người ta lạm dụng quá nhiều. Nhất là những cái người mà cứ suốt ngày nhìn vào gương á, là chỉnh cái này thêm một tí, chỉnh cái kia thêm một tí. Đôi khi cái việc thêm một tí đấy lúc đấy có thể là không thấy đâu, nhưng sau này nó sẽ có rất là nhiều những cái biến chứng mà mình không thể nào biết được. Và có những cái gọi là hình thức để làm cho mình có thể đẹp lên, đơn giản như là mình make up chẳng hạn. Mình đã đọc được mấy cái comment ở trên trang cá nhân của mình lúc mà mình sau khi mà mình đi make up về, và mấy lần là cũng có bảo chuyên viên trang điểm là họ đánh cái môi ấy mọi người, cho nó lố lên một tí, đánh tràn viền to to ra một tí này. Y như rằng là các bạn sẽ lên. Ủa, Bình Nga mới tiêm môi. Bình Nga mới tiêm môi. Mà mình không biết giải thích làm sao đây. Nhưng mà ngày hôm sau mình đăng lên thì sau khi cái bờ môi kia bị xóa đi thì nó lại bình thường. Thì đấy, mọi người có thể thấy rằng là cái sức mạnh của việc make up nó rất là to lớn. Cho nên là đôi khi mọi người có thể phẫu thuật thẩm mỹ, Nga nghĩ là có nên phẫu thuật một chút cũng được. Và nếu như mà đẹp nha, làm nha. Còn nếu mà mình thấy rằng nó chưa phù hợp thì thôi. Cũng giống như Nga thôi, Nga cũng rất là muốn được đi nhấn mí nhưng mà không được nhấn. Vì nhấn là lệch, cho nên là thôi, mình đành chọn phương pháp là dán mí thôi cho đẹp, cho nó cân nhau.